gọi reo hát khắp núi rừng Tây Bắc. Hát giống đức tin đang cần người gieo trồng để tương lai gì cánh đồng truyền giao cây đức tin sinh thật nhiều hoa trái. Nào ta đi luôn báo tin mừng Chúa đã gọi mời ta làm tông đồ của Chúa. Chính Chúa gọi chọn ta đến với vùng ngoài biển đem tin vui cho bạn cho mừng lời Chúa lời yêu thương. Ta ra đi núi rừng đón chào truyền giáo trên vùng cao. Tương lai thì cánh đồng truyền giao cây đức tin sinh thật nhiều hoa trái. Nào ta đi luôn báo tin mừng Chúa đã gọi mời ta làm tông đồ của Chúa. Chính Chúa gọi chọn ta đến với vùng ngoài biển đem tin vui cho ban cho mừng lời Chúa lời yêu thương. Ta ra đi núi rừng đón chào truyền giáo trên vùng cao. Chúa đã gọi mời ta làm tông đồ của Chúa. Chính Chúa gọi chọn ta đến với vùng ngoài biển đem tin vui cho ban cho mừng lời Chúa lời yêu thương. Ta ra đi núi rừng đón chào truyền giáo trên vùng cao đem tin vui cho ban cho mừng lời Chúa lời yêu thương. Ta ra đi núi rừng đón chào truyền giáo trên vùng cao mang trong tim nỗi niềm dâng trào truyền giáo trên vùng cao.